hạt chơi mà dùng mà uốn hơi hạt lên một xiềng một lời cho quen không là uốn hơi hạt chơi mà dùng uốn hơi đợi sắm hỏi lời lời anh chẳng hay uốn hơi hôm nay uốn đi hồi nhà bác mình gặp uốn dùng ở hương nơi đi không hay uốn thầy uốn khách là ở mương nói đang hỏi uốn trò to nơi nọ không hay uốn ơi hát lên một xiềng một lời đợi ở dùng một thời hôm nay không hay uốn ơi hạt lên một xiềng mà một lời đợi thăm hỏi đôi lời bên nhau con là uốn ơi hạt lên một xiềng mà lá to khi hẹn gặp ngày nó bên nhau không ngày uốn ơi hạt lên một xiềng một lời đợi anh thăm hỏi uốn mướn nơi nó cũng hay uốn ơi hôm nay về là dọn ở quê uốn đi thầy uốn đây mang trở lại ngơi thế là câu hạt mà uốn nàng hạt lên một nhớ thương uốn ở trang cảm ơn thôi hãy uốn ơi uốn đi chưa đi hát chờ ngày nó mà này uốn mới đi hát là lần đầu đợi anh đi ý mời lần đầu uốn thương nếu ở dùng hôm đi bên nhau có ngày uốn ơi hôm nay mới hát đỡ cho lần đâu có chị em gặt em chiếu uốn đi có ngày em ơi chẳng lo biết thì uốn ơi đôi hà liều giặt liều diêu lê nhau thôi nền uốn ơi thế là uốn mừng làm mơ cho mừng non hôm nay đi dùng uốn thấy kết quen có ngày anh ơi uốn thương ngọt thiêng ở lời cho anh hỏi uốn đôi lời anh chẳng không giờ uốn ơi thiêng uốn chẳng ngờ chớ chớ như đường uốn về lý do ngả kết thương là vui có ngày thiêng uốn mã ngọt khờ nôn mơ chi anh ngàn chúng đông bên em thôi mà uốn ơi
thế là anh mắng vui lầm ở vui ở nông. Hôm nay gặp một lệnh mương mương anh thôi nên uốn hơi. Thế uốn cho anh hỏi đôi lời, uốn ơi bố lại anh thôi mắt hay cũng hay uốn hơi. Hỏi ở chi hỏi tờ cho ai thương đâu na mặt cả mặt nương bố em con ai em uốn thương mắc ảo mẹ ông uốn cha có châu có chúng lắng chưa ai bộ anh con uốn ở đi mắc ảo ở trong ngon uốn ở đi chưa châu mắn trong nó em đã em ơi uốn đang đợi đang cho nơi ni nèn em ơi. Nếu mà chưa chầu chưa chung cho em bệnh như lùm hoa hồng ăn chẳng hay mùi không. Em ơi đứng treo sầu ở cho mà ăn ra cho un hát na dòng cho hát lắm man em có ngày em ơi em an đi ở chế sầu mà chế ở dâm em đi ấy sầu ấy lắm bên nhau còn chẳng đi un à ơi mày nơi ni nơi anh hỏi un một nhà khi đêm nay cũng ngày un ơi un ở đi chờ đợi câu ở lời em ơi cứ hoài vời un thấy bố em nên em ơi gặp mà un anh lại hỏi liền hỏi thăm ủn ở đất miền nơi nào anh buồn cô anh hỏi thì ủn chờ bỏ liền đừng cho đó chờ quang ma biên lòng anh lạc sơ na la huyền em ơi ùn đi ở xa văn nghĩa em rơi nhớ lộ rảnh ơi văn nghĩa ùn ở chờ mương lê ơi nhớ lê ngày ngày chớ quên con anh ơi ngày à nó anh đi chờ mà bê hàng ở đời bảo hỏi xóm hỏi làng đứa anh bảo thôi này ngủn ơi ngày nó anh đi chờ lang anh chưa mặt xong ở lang anh phải hỏi nữa ủn lang bố anh cũng ngày ủn à
gặp mà un nỡ anh hỏi thăm thôi, hôm nay hỏi tiếp mà un cầu lời tiếp mà xéo đài un hơi. Hỏi chi hoa bời cho anh thôi, đưa un chờ đợi câu lời anh thương à với rồi anh ơi. Mặt nạt lời ơ vô bằng mà cất ơ vui hỏi thăm un chính thức là bùi thì chị hay bùi anh cô. Anh ơi xin ở thanh ở mà đẹp ở cơ nông anh mơn hào chung xóm ở chung đông bên em có ăn chẳng đi ôn ở đi. Un à về hỏi bố mẹ kha cho anh chúng cửa chung nhà chẳng ai un nói. Anh ơi hỏi hết chưa là anh ơi hay anh nhường thiêng nhường lời cho em. Thì anh hỏi câu nữa un hay un ơi bố lại ngày ngày nơi anh yêu cũng hay un ơi hỏi ở chi nhật là sinh bố mẹ sinh ở thanh mấy nam mấy nữ un là thứ chi hay bố anh cô. Chẳng ai un nó hơi chúc un thơ hẹn lại mà ngày nó đổi hà ở dùng lá to là chẳng ai un nó hơi. À các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.